Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp. Và hôm nay em giới thiệu bác một mẫu Touring Gian Escape R3, hàng xuất Nhật, bên thị trường Nhật. Vâng, thì đây là một mẫu Touring Model đời mới nhất mà bên em mới về. Cũng là tông màu chủ đạo trắng nguyên bản theo xe. Và đây cũng là một dòng Gian xuất Nhật mà bên em tìm hiểu. Vâng, xe còn rất là đẹp đấy bác nhé, màu trắng. Và đây là model năm 2019 xuất sang thị trường Nhật. Và những cái model cũ của dòng Gian Escape R3 thì hầu như là dòng Nhật bãi, nhưng đây là một chiếc xe dòng Escape Gian xuất Nhật bên em mới về. Tổng thể đẹp xe khoảng tầm 90% các bác nhé, đồ đạc zin nguyên bản theo xe. Và bây giờ em xin đánh giá tổng thể chi tiết trước xe. Vâng, trước màn hình các bác, đây là em đang quay cho bác trên YouTube. Bác chỉ cần gõ là Gian Escape R3 thì đây là một mẫu xe hàng xuất Nhật, bên thị trường Nhật đây, các bác phải thấy rõ đấy. Đây, bên dưới người đăng là người của Nhật đăng. Đó là model năm 2019, dòng R3, Gian Escape R. Vâng, các bác thấy rõ, đây cũng là màu trắng, tông màu trắng của xe bên em đây. Đấy, các bác thấy rõ đấy. Vâng, mẫu này là mẫu hiện tại là mới nhất nhá bác nhá, mẫu model 2019. Vâng, và mẫu Touring này là mẫu Touring đời mới nhất hiện nay của dòng Gian Escape R3. Đó là model năm 2019. Và như em vừa tìm hiểu bên trên, cũng là một mẫu Touring màu trắng R3 này mà các bác vừa được xem. Xe lốp sơn còn rất là mới không nhá. Tổng thể xe là từ 85-90% xe. 90% xe. Đây là QR code chính hãng của dòng Gian. Cũng còn nguyên thân xe. Đây cũng là một mẫu Touring đời mới hiện nay mà bên em mới về. Có cảm thấy rõ. Lốp sơn còn rất là đẹp. Màu trắng. Và dòng Gian Escape R3 này thì cái màu trắng này là cái tông màu đẹp nhất của dòng Gian Escape rồi. Xe có khung size F. Hiện có cái khung S6 và S7. Và xe làm từ hợp kim nhôm alloy X. Vẫn là hợp kim nhôm siêu nhẹ, là quần của dòng Gian các nhá. Model Gian Escape R3. Và đây cũng là một mẫu Gian xuất Nhật. Rất nhiều dòng Gian Escape R3 này thì cái thị trường Nhật bãi rất là nhiều, nhưng đây là một chiếc xuất Nhật các bác nhá. Chứ không Nhật bãi đâu. Còn rất là mới. Đây là model mới nhất hiện nay 2019. Tay lóng cao su đúc màu trắng chính hãng của Gian nguyên bản theo xe. Đây, ở đây rõ. Xe được trang bị với Shimano 8 tầng níp chính hãng. Và bên phải em là cũng là bên đĩa của Shimano 3 tầng đĩa, tay lắm cao su còn rất là mới. Vì là model mới nhất nên mà xe rất là ít đi. Tổng thể xe khoảng tầm 90%. Xe được sử dụng với cấu hình phanh V. May chính hãng nguyên bản nó xe bạc đạn. Vành nhôm hai lớp. Cũng là vành nhôm chính hãng của dòng Gian Escape. Đây bác phải thấy rõ đây. Đây, vành nguyên bản theo xe Gian Escape. Đấy. Lốp còn rất là mới bác nhá. Lốp đây. Lốp nguyên bản theo xe. Và kích thước lốp là 26 x 1,95 như vậy. Chưa nhìn đâu. À, 100. Kích thước lốp là kích thước 700 x 28 cm bác nhá. Em nhầm sang cái dòng địa hình. Dây quấn chính hãng R3 cũng là tông màu trắng. Dây đề và dây phanh. Và cái yên xe này nguyên bản của xe cũng là màu trắng rất là dày. Đấy, có thể thấy rõ rất là êm luôn nhá. Còn rất là mới.
đánh bằng giấy rõ này. Yên nguyên bản zin theo xe, ngồi rất là êm. Ừ, cái chi tiết nhỏ nhất của chính hãng quả gian đây, cái ni lông cổ phốt và cái gạt ni lông. Đằng sau cũng sử dụng cặp Meyer bạc đạn, Meyer đạn nguyên bản chính hãng quả gian đây, vành ích kép răng kép có thể thấy rõ đấy. Trang bị với củ đề Shimano Antut, trang bị 8 tầng lip chính hãng của Shimano, chính hãng Shimano sản xuất đây. Lip và xích còn rất là mới, trang bị với 3 tầng đĩa cho sử dụng của xe 24 độ, Meyer bạc đạn. Rồi. 8 tầng lip nguyên bản trong xe. Đây là mẫu model Jan XKEP R3. Hàng xuất Nhật bên em mới về đây. Còn rất là đẹp và long lanh. Đùi đĩa còn rất là mới không nhá. Gạt đĩa Shimano Tule. Nguyên nút chuyển động của chính hãng Shimano, phanh 3 mảnh Techo. Vâng. Và bây giờ em xin đánh giá chi tiết hoạt động của xe. Vâng, bây giờ em xin test hoạt động chi tiết của xe. Xe còn nguyên bản zin theo xe, bộ chuyển động Shimano chính hãng và tầm lip bạc đạn 8 tầng lip vàng lên lip đây. Chuyển động rất là mượt mà các nhé. Đây là một mẫu dàn XKEP R3 model 2019 mới nhất hiện tại và là hàng bên xuất Nhật các nhé. Xuống lip này. Đây cũng là mẫu dàn XKEP đầu tiên về bên em. Đó là dàn R3, 3 tầng đĩa, xuống đĩa rồi lên đĩa. Vâng, rất là mượt mà. Chuyển động hầu như không có chi tiết nhỏ nào cả. Và những cái dòng bác đi touring thì không còn gì xa lạ đối với dòng XKEP R rồi. Vâng. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc xe Jan XKEP R3 hàng xuất Nhật ở chính hãng bên em. Có giá rất tốt là 6,2 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có là quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975709943 hoặc lên YouTube tìm kiếm xe đạp, nhấn đăng ký vào kênh. Vâng, xe còn rất là đẹp, tổng thể xe còn tầm 90% xe nguyên bản, đồ đạc nguyên bản zin theo xe. Vâng, hẹn các bác vào trưa ngày mai. Vâng, bên em bán cũng ở đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật. Đây các bác thấy rất nhiều đồng hồ. Các bác nào quan tâm thì lên YouTube tìm kiên đồ cũ, ấn đăng ký kênh và theo dõi kênh để xem chi tiết hơn. Vâng, hẹn các bác vào trưa ngày mai.